Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming nha. Di Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ này mày. Ở video này thì Khải chuẩn bị lên đảo này mày. Khải lên đảo, Khải mang cái vũ khí lôi sắt vào. Thì Khải mua cái phôi chì một kim. Đó, mua phôi chì một kim. Thì để đạt cái chì lên cấp 10 nè. Đây, sẽ đổ mới của Khải ra cho anh em xem. Mới sắm nước thủy luôn em ơi. Chung qua này thì sẽ mất mớ tiền nói chung được. Những món đồ này giá như thế nào Khải cho anh em xem. Vừa mua thì luôn định mang cái nón này mà thôi, nó mang nón kia lấy vẫn bằng sắt, làm gì làm nó đặt mốc cao lắm mà nhiều đó rồi. Bây giờ đi đập cái chi lên cấp 10 đã, đập chi lên cấp 10 đã cho anh em xem. Phương tường trung tâm đây, cái chi lôi sắt cái quà mới mua xong, chung là vừa mua vừa cho, chung là không xài nữa là trả lại ổng. Cây lôi sắt nó còng 143 đưa lên cấp 10 chó đẹp nè, mang cấp 9.000 tù lắm. Ok đó, sự lên cấp 10 nó còn thiếu gì nữa không? Trang sức thì ok ở đây là vũ khí giá trị rồi, lên đảo thôi, lát thì lát thì tin. Lần này lên đảo thì Khả sẽ ép về cái hướng mình có đam sẵn rồi, nên là Khả sẽ đẩy cái lượng trâu lên một tí, lượng trâu bò lên một tí, sẽ ép về cái hướng sinh lực lên cao lên một chút. Với lại xét đồ này Khả build sinh lực khá là nhiều, sinh lực khá là nhiều nên là Khả nghĩ sẽ ok hơn, sẽ trâu hơn nhiều, vừa có đam vừa trâu, mà cái lượng kháng nó hơi bị mất đi một tí thôi, lượng kháng nó mất đi một tí thôi. À, như anh em cũng đã thấy thì với cái set đồ này thì dưới ngựa là máu 1k2 gần 1k3 đó. Dưới ngựa máu gần 1k3, sinh khí 170, hãy mang set đồ này vào năng tiếp tục lại 170 sinh khí thì được máu có hơn nhỉnh hơn không. Tăng lại sinh khí 170. Ừ, cái set đồ này đẹp hơn. Ui, màu ấy, mà set đồ này chưa tính cái lợi dụng gì nha. Mấy mà set đồ này mà không mấy ống canh rồi, cả mấy ống canh năm mày đẹp 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 ấy. Cái nón hơi cùi nhưng không sao nè, nhìn cái nón nó đẹp. Nón này Khải cho anh em xem set đồ nha. Đây, thì được Khải tăng cái này cho nó chọn tới cho anh em xem nhớ nhớ. Rồi Khải nâng 255 này, 55 cho nó đẹp này, 3 số 5, 3 số 5 cuối là đẹp này. Ui đủ tính ra chế độ này sinh lực đẹp, ngon 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 ngon. Ok, Khải tăng lại cho anh em xem nha. Đây 170 sinh khí này đó, máu 1k4 rồi đúng không. Giờ Khải sẽ tăng lượng đam tròn 2k555 thôi. Đúng chưa? Đây, 10 điểm 10 điểm 11 này cho 10 điểm 555, 3 số 5, đúng chưa? Còn lại 51 điểm, dồn vào lượng máu. Đó, tự tăng khoảng 6k mana, lên 6k mana đi. Đó, 558 6k mana đẹp. Ôi, 5k9 mana chứ, 6k đi, lên 6k đi, tại vì máu cũng khá nhiều rồi. Máu dưới ngựa mà 1k5 là Khải thấy ok rồi. Đó, ok chưa? Lên một thì thường thường một điểm sinh khí chỉ được một điểm tâm năng, năm một điểm tâm năng chỉ được ba máu thôi, nên là giờ đang rất là cần máu. Để em coi coi nè,
đó, lần có 3 điểm máu thôi đó, nên là build đồ rõ ràng á, chúng ta nên build set đồ mà nó có cái lượng máu tốt nè, lượng máu tốt là ok đó. Cứ sinh lực càng cao càng tốt đó. Lần này cái đổi lần kiểu này trâu hơn tí, kiểu này mana thì 6k, máu tầm này là ok rồi. À, cho anh em xem set đồ này thì nó sẽ mất đi một ít khăn lôi, nhưng mà nó lên được khăn băng. Nó lên được khăn băng thì chủ đam với những phái băng sát như là Thi Yên này nọ thì nó cũng ok hơn. Server cũng khá nhiều Thi Yên. Nói chung thì Thi Yên chắc chắn là cậy mình rồi, nhưng mà rất nhiều nữa, nó đánh cho mình thì hiệu ứng gai băng sát cũng khó, là làm chậm khá là khó chịu. Thì tính qua set đồ khả là làm chậm rồi anh em. Đó. Làm chậm sống làm chậm 50. Làm chậm 50 nha. Nón khăn băng thời gian chống độc 40, sinh lực cao, vũ khí lôi sắc nội công khăn băng 11 đó, bao tay thì không có gì thay đổi, vẫn là kháng hỏa và chống 30, ngập bội vẫn là kháng hỏa chống 30. Nếu mà tìm được ngập bội nào đẹp hơn sinh lực nội lực thì sẽ thay vào. Nhẫn này Khải mới mua, nhẫn này Khải mới mua một kim kháng lâu 13, sinh lực 100. Nhẫn này thì được cái sinh lực cao thôi, kháng thì không có gì. Đại lưng thân lông 14, sinh lực 178, dày đó, dày sinh lực 100. Nói chung là đồ chủ yếu sinh lực là nhiều nữa, chứ còn nó không có gì nhiều. Được cái đôi giày chuyển hóa 1, chuyển hóa 4%. Đôi giày tìm đôi giày đẹp hơn mà không có, nên là mang tạm đôi đó không được nữa. Không có đôi nào mà sinh lực cao hơn. À, còn mấy cái đồ này thì dư nè. Khá định mang theo cái nón nè. Định mang theo cái nón này là lấy hiệu ứng làm chậm 80 từ áo với nón. Nhưng mà nếu mà mang cái nón thì mình sẽ mang cái dây chuyền mọc. Mang cái chuyền mọc thì mình lại mất đi cái nón kháng băng với lại hiệu ứng này, nên là Khải cũng không thích lắm. Nên là Khải thích mang hiệu ứng này hơn, kháng băng cao và là sinh lực cao. Thế thì mang cái này thì cũng được mọc làm chậm 60 thôi, cũng không có gì nhiều. Còn kiểu này thì làm chậm 50, thì hai cái nó cũng tương đối nhau. Điều sinh lực, build được set đồ sinh lực là ok rồi. Đó, cái này dư lại, ai cầm thì bán thôi. Sinh lực khá đẹp, khá đẹp không nè. Mana tròn 6k, mana tròn 6k. Chủ yếu lấy hiệu ứng rồi vào tống kim thôi nè, lấy hiệu ứng vào tống kim, lấy hiệu vào tống kim cánh lắc, cánh lắc khá. Hay là cố gắng lên 2k6 nha, cố gắng lên 2k6 đam. Thằng này tăng máu khá là nhiều, máu lần này một cái 573 khá là nhiều. Tròn một cái 5 thôi, máu sang máu tròn một cái 5 thôi, là tính rồi. Tròn một cái 5 rồi, tròn một cái 5 rồi đẹp rồi. Cấp này tròn một cái 5 đẹp rồi. Rồi, full nội công thì lên được 2k6. Thứ 5 điểm rồi, ok. Cho lên 2k6 rồi nè, cho đam lên 2k6. Tại vì Khải có cái phi phong á, tính tính tròn theo vi phong xem. Hai cái sáu nếu mà sau này mình hấp vi phong đây thì còn bao nhiêu vi phong đây, một tay còn 2k383, 2k380 cũng được ấy. Vi phong mà tăng được 220, vi phong tăng được 220 đang. Ok. Đó. Vì tầm này tăng lên máu gần cái năm là được rồi. Đó, kiếm được ngập bội mà sinh lực hơn thì máu cái năm là cái chất rồi nè. Đam chuẩn 2k6 luôn, tối đam tối kẻ tông kim. Hôm qua thì tống kim top 11 anh em, khúc cuối cứ 7 8 9 7 8 9 10 và 8 9 10 khúc cuối 20
khoảng 15 giây cuối Khả Vi Vượng mất thua đâm ra thua 300 mấy chục điểm, mất cái top 10 quá nhỏ. Rồi ok, tính ra set đồ này thì nó nhìn rất khá là nhiều, lượng đam cũng tăng, lượng máu cũng tăng luôn nè, lượng đam cũng tăng, lượng máu cũng tăng luôn. Giờ lên cấp có tăng và sinh khí thôi. Máu tầm này gần cho anh em quá quá nhiều. Set đồ anh em, cho anh em lại set đồ làm một lần nữa nha. Nón không băng sinh lực 107, giá truyền làm chậm sinh lực 90. Sẽ tìm giá truyền kháng tất cả và làm chậm nữa đẹp. Rồi áo làm chậm 20, phụ hồi 40, sinh lực 120. Nón này Khải mua là 250 vạn. Giá truyền này thì cũng em đưa test thử. Nói chung giá truyền này thì tầm khoảng tầm 500 xu. Cái này là khoảng 1,5 kim. Cái áo này Khải mua 1 kim, là 2,5 kim nha. 2,5 kim. Rồi bao tay này thì hôm trước thì tầm 1 kim đây. Tầm 1 kim này 3,5 kim. 3,5 kim. Nhẫn này tầm 500 xu, 4 kim. Nhẫn này 1 kim là 5 kim. Đai lưng này tầm 1 kim là 6 kim. Ngọc bội này tầm 1 kim, 7 kim. Dây này tầm 500 xu, 7,5 kim. 7,5 kim với cái vũ khí này Khải ông anh cũng đưa cho xài với giá 5 kim thôi. Thì tính ra set đồ này nó cũng không có tốn gì nhiều, thì tính ra nó khoảng tầm 12,5 kim. 12,5 kim thì nhân cho anh em xem 12,5 này nhân cho 70 thì set đồ này nó dao động khoảng tầm 850k đó. Set đồ này 850k, set đồ này 850k anh em. Còn set trước thì Khải tính ra set trước chỉ khoảng tầm 10 kim thôi, mà lượng máu nó ít, rồi lượng đam là không có. Lần này Khải thay đổi được một tí là set đồ nó gần 1 triệu thôi, nhưng mà nó lại được không máu, rồi lượng đam nó tăng vọt luôn nè. Chung là ok không? Thôi ok thì Khải tạm dừng clip ở đây. Xuống đảo rồi anh em ơi. Cái gì tối nay đánh tung kim thì cho anh em xem như thế nào. Và ok anh em đừng quên đỡ lại một like và chia sẻ ủng hộ video nha. Bye bye anh em. Bye bye mọi người.